kính chào các bạn. Hôm nay Tèo lại tiếp tục chia sẻ các bạn để em hát một bài hát cũng rất là hay, rất là lãng mạn, rất là tình cảm các bạn ơi. Bài hát có tên là Hương Xưa, một sáng tác cũng rất là nổi tiếng của nhạc sĩ Vũ Hoàng. Chúng ta sẽ cùng học đệm bài hát này các bạn nhé. Trước khi đệm bài hát, chúng ta cùng tìm hiểu sơ qua về cấu trúc của bài hát này nè. Bài hát Hương Xưa được sáng tác ở hình thức là hai đoạn đơn, rất đơn giản mà ha. Rồi đoạn A, đoạn mở đầu, đoạn B cao trào sôi nổi, rất đơn giản thôi. Rồi đoạn intro và ending thì luôn luôn có một bài hát không thể nào thiếu được rồi các bạn ha. Nhắc các bạn một điều, chúng ta đang học đệm ở đây là tông la thứ, là tông các bạn nữ nha. Còn nếu các bạn nam mà có hát thì mình đệm qua tông rê thứ. Rồi đó là cấu trúc của bài. Chúng ta cùng ôn lại một số mẫu đệm để chút xíu nữa mình áp dụng vào bài. Tèo có làm một cái clip, những bạn nào mà thường xuyên xem kênh của Cu Tèo Piano đó thì chắc chắn các bạn sẽ không thể nào đệm một bài hát mà thiếu được các mẫu đệm các bạn ha. Không thể nào thiếu được cái mẫu đệm đâu. Nghe nó lỏng lét à, có mẫu đệm nghe nó mới hay, nó đầy đặn được. Rồi bây giờ Tèo ví dụ như Tèo có cái mẫu đệm như sau. Các bạn quan sát dòng nhạc nha. Những bạn nào mà rành về lý thuyết âm nhạc thì đơn giản ha, nhìn vào dòng nhạc là đánh được liền, quá dễ. Còn những bạn nào không rành về lý thuyết, các bạn cứ theo dõi những gì Tèo chia sẻ, đảm bảo sẽ làm được các bạn này, không có gì cao siêu đâu. Rồi ví dụ như la thứ mình có là đô mi lá, các bạn sẽ đánh như mình sẽ rải là đô mi lá, mình sẽ rải như vậy, mình sẽ rải như vậy. Sau đó mình chập cái ba cái này đô mi, mình chập cùng lúc, chập cùng lúc nốt đô mi luôn, 1 2 3 như vậy các bạn ha. Rồi mình rải cả câu. Ok, sau khi quen tay chúng ta sẽ vô trống thử các bạn ha, mình đánh thử cho quen tay nè. Vô. Khi quen tay mình di chuyển hợp âm. Chuyển. 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 Đó là mình tập đệm ở một ô nhịp một hợp âm. Còn nếu như một ô nhịp mà tới hai hợp âm thì các bạn giải quyết như sau. Mình sẽ rải, sau đó chập một cái thôi, rồi mình sẽ chuyển hợp âm. Cứ như vậy các bạn nha, cứ rải một cái rồi chuyển thôi. Giờ thử nè. Rồi các bạn nhớ tập mẫu đệm này kỹ lưỡng để mình áp dụng vào bài các bạn nhé. Rồi chúng ta cùng điểm sơ qua các âm sắc nhạc cụ mình sẽ sử dụng trong bài này. Đầu tiên đó là tiếng guitar nylon. Tiếp theo tại sử dụng đó là tiếng chinh. Tiếp theo tại sử dụng đó là tiếng guitar điện để mình trải cái mẫu đệm các bạn. Tiếp theo tại sử dụng đó là tiếng harmonica. Rồi tiếp theo tại sử dụng đó là tiếng trống, để chút xíu mình bó trống tay rồi các bạn một số câu các bạn ha. Ngoài ra các bạn sử dụng thêm tính năng multipass, đảm bảo những bạn nào mà thường xuyên xem kênh của Cu Tèo thì chắc chắn khi đệm hát không thể nào quên tính năng này. Nó hỗ trợ cho cái bài đệm của mình nghe rất là đầy đặn, giống như một ban nhạc đánh thật sự các bạn. Các bạn chọn multipass nè, chọn cho mình cái bộ nè rumba and soca, chắc chắn những bạn nào thường xuyên xem kênh của Tèo sẽ biết cái bộ này. Rồi bây giờ mình nghe hiệu ứng của nó nè. Tuyệt vời các bạn, nguyên một cái dàn percussion đánh phụ họa cho cái riff trống của mình. Tuyệt vời các bạn ha. Rồi các bạn nhớ feel số 1 và cái hiệu ứng số 1, số 2 chúng ta sử dụng cho những cái đoạn mà A, đoạn A của bài hát êm dịu bài hát đó. Rồi cái hiệu ứng số 3, số 4 mình chơi cái đoạn B, đoạn cao trào sôi nổi nha, mình áp dụng nó vào. Các bạn cứ mở riff trống lên, rồi sau đó các bạn cho nó multipass, bấm multipass lên. Multipass nó sẽ tự động nó đi kiếm cái đầu ô nhịp nó đi vô thôi các bạn, không sao cả. Còn nếu như bạn nào rành thì chúng ta bấm chung đầu ô nhịp luôn để cho nó tự vào số 1 luôn ha. Rồi đó là các phần cần chuẩn bị. Bây giờ mình cùng bước vào đệm bài hát Hương Xưa, sáng tác rất nổi tiếng của nhạc sĩ Vũ Hoàng. Chúng ta đến với phần intro. Các bạn quan sát dòng nhạc, intro rất đơn giản các bạn ơi, rất dễ cũng rất là hay. Dòng trên bắt đầu vô chúng ta sẽ đánh bằng tiếng harmonica nè. Mình sẽ lấy đà từ phách số 4 các bạn ha, đánh những nốt móc kép, lấy đà từ phách số 4, đánh harmonica hết đến cuối dòng. Bắt đầu mình đổi qua tiếng guitar nylon, cái đánh xuống dòng dưới, hết dòng dưới luôn, rồi dành lại hai cái, ca sĩ vô hát, quá dễ các bạn ha. Quá đơn giản như đang giỡn, bắt đầu mình tập.
khi tập bất cứ câu nào các bạn nên chọn tiếng piano để tập. Đừng bao giờ mà ta lấy cái tiếng đó luôn để mình tập các bạn ha. Tại vì nhức đầu lắm, mình nghe hồn mình bị rối, khó tập lắm. Tốt nhất cứ lấy tiếng piano tập, chừng nào quen, ráp hợp âm hai tay đó nhuyễn, chúng ta mới mở trống, mở riff để mình đánh. Ok bạn nha. Rồi bắt đầu các bạn xếp giùm tao ngón áp út, chúng ta sẽ xếp vào nốt đô. Và nhớ nha, áp út xếp nốt đô. Rồi bắt đầu mình đánh câu như sau. Đố si là si đố. Đó, mình lấy đà từ phát số 4 nè. Đố si là si đố. Đố si là si đố. Nhớ áp út các bạn nha, áp út nốt đô nha. Đố si là si đố. Là si đô rế. Si là sòn la si. Đơn giản thôi các bạn ha. Được một vế đó, làm lại nha. Đố si là si đố. Là si đô rế. Si là sòn la si. Các bạn yên tâm, ngón mình xếp một chỗ đã đủ ngón rồi, mình không cần phải di chuyển lung tung đâu các bạn ơi. Các bạn yên tâm thì mình xếp ngón cho đẹp như vậy nè. Khi đánh lỡ có ai quay phim á, mình sau này đánh, trời ơi bàn tay của anh đánh đàn sao đẹp thế. Còn lỡ mình xếp mà nó lẹo ngoeo các bạn. Bạn thấy trời ơi lỡ ai quay phim lại người ta cười chết luôn các bạn ha. Cũng phải cho tay mình nó đẹp chút xíu. Rồi bắt đầu làm lại. Đố si là si đố. Là si đô rế. Si la sòn la si. Làm xong được một vế. Bây giờ mình sẽ ghép hợp âm thử nè. Các bạn chuẩn bị giùm mình hợp âm la thứ 7. Bạn nào bấm được hợp âm la thứ 7 thì càng tốt. Còn không được thì thôi, bấm hợp âm la thứ chẳng sao cả. Nhưng mà Tèo khuyên các bạn nên bấm hợp âm la thứ 7. Tại vì sao? Mình tập bấm như hợp âm 4 ngón như vậy các bạn, nó tạo cái sự khó khăn chút xíu, bắt mình phải tập luyện. Từ đó nó tăng cái level của mình lên các bạn ha. Và mình tập nghe những hợp âm màu như vậy nó quen. Chứ lẽ suốt đời mình cứ la thứ hoài sao các bạn? Không lẽ suốt đời đi xe đạp hoài sao? Cũng phải lên chiếc xe Honda các bạn ha. Rồi cố lên các bạn này, không gì khó khăn đâu, cố lên. Rồi la thứ 7 gồm những nốt nè, là, đô, mi và son. Thêm nốt son cho thôi. Rồi, chuẩn bị nha. Đố si là si đố. Nốt đố là mình sẽ vô hợp âm la thứ 7 đầu ô nhịp. Rồi, tiếp tục. La si đô, rê si, la son la si. Nốt si này mình sẽ qua hợp âm son trưởng. Quá dễ các bạn ha, lần nữa. Qua son trưởng là xong. Rồi tiếp tục mình qua cái vế thứ hai các bạn ha. Lúc này nốt si đang ở ngón giữa. Các bạn sẽ kéo dài cho đủ phát ra. Rồi mình nhấc tay nhẹ nhàng lên, nhấc tay nhẹ nhàng lên. Khuỷu tay, cổ tay, nhấc tay nhẹ nhàng mềm mại lên các bạn ơi. Mềm mại thôi nha, đừng mềm mại quá, nó giống như đây 3D là chết luôn các bạn nha. Mềm mại thôi, nhấc nhẹ lên qua nốt la. Ngón giữa, chuyển nốt giữa nốt la. La son fa son la. La son fa son la. Nhớ các bạn nha. La son fa son la. Fa son la do si la son la do si. Nhớ son thắng các bạn nha. Mình lặp lại với này. La son fa son la. Fa son la do si la son la si. Son thắng các bạn nha. Rồi làm lại lần nữa. La son fa son la. Fa son la do si la son la si. Kết là ngón áp út rồi các bạn. Ngón mình có sẵn rồi. Khi mình chuyển ngón như vậy là ngón mình nó đều đẹp sẵn các bạn, không cần lung tung. Rồi bây giờ mình chuẩn bị ghép hợp âm. La son fa son la. Chúng ta sẽ qua hợp âm fa major 7. Hợp âm fa major 7 gồm những nốt fa, la, đô và mi. Các bạn cứ bấm đi, bấm từ từ nó quen tay các bạn ơi. Còn không bấm suốt cuộc đời mình sẽ không được quen đâu. Mình có bấm, mình có sai rồi mình có đúng, từ từ mình sẽ đúng. Còn mình nếu mình không bấm thì suốt cuộc đời mình sẽ không bao giờ biết hợp âm đó. Cố lên các bạn nha. Rồi chuẩn bị. La son fa son la. Mình qua hợp âm fa major 7. Fa son la do si la son la si. Si là mình qua hợp âm mi 7 là xong. Bây giờ mình sẽ nối cả câu này các bạn nha. Chuẩn bị. Do si la si do. La si do re si la son la si. Chuyển ngón, nhấc ngón tay nhẹ nhàng lên nè, mềm mại nè. La son fa son la. Fa son la do si la son la si. Là xong. Lúc đó mình làm mình hết được câu harmonica đó các bạn. Bắt đầu mình chuyển qua tiếng guitar lông. Sau khi mình ghép hai tay như vậy nó quen rồi đó. Bắt đầu mình mở trống lên đánh. Các bạn nhớ chúng ta đánh ở cái feel trống, đừng có tiếng kích trống nha. Tạo màu sắc chút xíu. Rồi chuẩn bị tiếng harmonica. Harmonica đây. Chuẩn bị nha. Cho multibass cho các bạn nha. Các bạn thấy là bấm nút feel A cho nhấp nháy sẵn đi. Tức là đang đợi báo. Mình bấm nút star cái, lúc đầu nó báo trống mình vô đánh, nghe rất chuyên nghiệp các bạn ha. Đừng có mở riff lộn xộn lên, đầu mình báo trống mới đánh nghe nó lộn xộn lắm. Bây giờ bấm cho nó báo sẵn nè, bấm nút star nó báo trống rồi mình đánh cho nó chuyên nghiệp các bạn ha.
lần nữa bạn ha. Dễ các bạn, quá đơn giản ha, quá dễ. Lúc đó mình đánh xong, cái mình báo trống qua khi có tiếng kích, lúc đó mình sẽ đổi qua tiếng chê tay ni lông. Tiếng chê tay ni lông các bạn quan sát giùm tèo, đánh y chang lại câu đó luôn. Nói chung lặp lại y chang câu đó, nó chẳng khác gì cả. Rồi mình thêm cái câu cuối cùng để mình dành vô thôi. Nói chung là câu chê tay ni lông y hệt như là câu harmonica luôn. Cũng quay lại là nốt si đây đúng không? Lúc đó bạn nhấc tay nhẹ nhàng lên, chuyển ngón áp út về nốt đô là lại đúng từ đầu. Y chang luôn. Y chang luôn các bạn ơi, rồi nhấc tay nhẹ nhàng qua nốt la. La son fa son la, fa son la do si la son la si. Tới đây giống y chang luôn. Rồi mình sẽ thêm một cái câu nữa. Lúc này tới nốt si áp út đúng không? Các bạn xem câu giùm mình. Chuyển ngón giữa cho nốt si giùm mình. Si re do si la xong. Si re do si la. Mình dành la này hai cái giống các bài trước các bạn ha. Cứ dành hai cái ca sĩ sẽ vào hát. Đó, bạn thấy dễ không? Y chang thôi, chỉ thêm nốt này. Si re do si la xong. Để bắt đầu mình đánh câu guitar nylon thử các bạn ha. Lúc này có feel qua có tiếng kích trống vô nè. Vô. Không hiểu vì sao ta có buổi chiều nay. Dễ không các bạn? Lúc đó mình đánh xong, mình dành hai cái. Đó, lúc đó các bạn lấy tiếng trống nè, tiếng tay phải nè, chọt lên liền. Lấy tiếng trống nè, mình báo câu đơn giản nè. Không hiểu vì sao. Mình báo câu đơn giản nè các bạn. Đế đô si la. Vô cái samba nè, đô thăng nè, làm vô hợp âm. Các bạn bấm nhớ. Đế nè, đô nè, si nè, la nè, vô samba nè. Các bạn nhớ khi đánh, chúng ta đánh đúng với cái tempo của cái riff mình đang đánh nha. Đánh mà tempo mà bị chênh nghe kỳ lắm các bạn. Rồi, các bạn thấy đơn giản không? Đánh xong mình bấm báo nó thôi, mình vô hát rồi. Bây giờ đánh cả intro các bạn quan sát thật kỹ nha. Chuẩn bị tiếng harmonica nè, chuẩn bị multibass, bấm nút nhấp nháy nè, đó. Những thao tác nhỏ nhỏ này đó các bạn, nhưng mà nó thể hiện cái sự chuyên nghiệp đó các bạn. Thấy đơn giản nhưng mà đơn giản thôi nha, thể hiện sự chuyên nghiệp đó. Hay có tập hay làm theo đó các bạn. Bấm nhấp nháy, rồi bấm star cho báo trống rồi mới vô. Báo trống đổi tiếng. Báo trống dành. Không hiểu vì sao ta có buổi chiều nay. Dễ các bạn, quá đơn giản ha. Các bạn nhớ lúc đó chúng ta sẽ dành báo trống về cái feel mà không có tiếng kích trống á, để mình cho vô đoạn A các bạn ha. Rồi như vậy mình đã đem xong intro đó các bạn, thấy dễ không? Quá dễ, mà intro cũng gì quá hay các bạn ha. Thật là tuyệt vời mặt trời luôn. Rồi, bây giờ mình cùng chuyển qua đoạn A của bài hát. Các bạn quan sát dòng nhạc. Ở đoạn A bài hát, lúc này mình sẽ đệm câu hơi nhiều nè. Những câu nhỏ ở trong, mình sẽ lấy tiếng guitar nylon. Rồi, không hiểu vì sao qua la thứ. Ta có buổi chiều nay, vẫn là la thứ. Bắt đầu mình đánh cái câu này. Mì đố si là. Mì đố si là. Cũng dễ bạn ơi, câu này không khó. Không hiểu vì sao ta có buổi chiều nay. Mì đố si là. Ok nha. Rồi để hợp âm xuống cái đánh liền. La thứ 7. Bạn đã bấm được thì không bấm được thì bấm la thứ thôi cũng được. Nhưng mà la thứ 7 các bạn ơi, cho nó phê hơn. Gặp lại nhau. Nhau là son trưởng. Rồi. Và bỗng dưng em khóc. Mình qua hợp âm pha thăng thứ 7 giáng 5. Các bạn bấm giùm mình nè. Pha thăng nè. La nè. Đô nè. Mi nè. Đã bấm cái này nó sẽ hợp âm ra hợp âm. Pha thăng thứ 7 giáng 5. Rồi mình đánh câu đệm như sau. Mì là si đố. Câu đệm hồi nãy là mì đố si la. Bây giờ mì là si đố các bạn ha. Quá đơn giản. Quá dễ các bạn ha. Để bấm pha thứ 7 giáng 5 xuống cái rồi đánh liền. Mì la si đố là xong. Dòng nước mắt. Nước mắt mình qua pha major 7. Ok. Anh làm sao ngăn được. Được mình qua son trưởng. Bắt đầu mình đánh cái câu này. Lúc này mình đánh chồng quãng 3 các bạn ha. Si rế nè. Rồi la đố nè. Rồi son si nè.
Rồi để bấm xuống các em đánh cái hình tiết tấu kiểu đảo phách. Bùm. Si la son. Ok bạn nha. Rồi. Em bây giờ qua mi thứ 7. Như xa một tầm tay, mình qua mi thứ 7 nữa. Rồi đánh cái câu đệm này cho chuẩn bị qua vô đoạn tiếp theo. Đồ rê mi son. Đồ rê mi son. Đồ nốt đồ là mình sẽ đồ rê mi son mi chứ quên. Nốt mi này nó sẽ rớt xuống dòng dưới các bạn ha. Rớt xuống đồ mình sẽ bảy dòng dưới. Bây giờ mình đệm dòng trên. Vô chuẩn bị nha. Lúc nào mình đệm cái phiêu không có kiến kiết trống nha. Rồi báo trống cái vô nè. Không hiểu vì sao ta có buổi chiều nay gặp lại nhau và bỗng dưng em khóc giọng nước anh làm sao ngăn được em bây giờ như xa một tầm tay. Bạn thấy rõ ràng đó, mình đánh cái câu đệm đó là ca sĩ sẽ hát em bây giờ họ sẽ vào cái câu luôn các bạn ha. Nhưng mà mình nói mình dìu vô ca sĩ vô đoạn cái câu hát tiếp theo rồi đó, làm lại lần dòng trên các bạn ha. Chuẩn bị. Không hiểu vì sao ta có buổi chiều nay gặp lại nhau và bỗng dưng em khóc dòng nước anh làm sao ngăn được em bây giờ như xa một tầm tay. Thấy rõ ràng đó, mình sẽ đệm câu đó, ca sĩ sẽ hát vô theo. Giống như mình dìu câu hát cho họ vô. Lúc này các bạn nhớ mình báo qua phiêu trống có tiếng kích trống để mình xuống dòng dưới ha. Bây giờ xuống dòng dưới cũng tương tự như vậy. Em bây giờ mình qua đô major 7. Rồi. Như xa một tầm tay. Tay đó mình qua pha major 7, bạn thấy chữ mẫu đệm không? Lúc này mình đổi tiếng guitar. Tiếng guitar điện đó, đầu mình đánh cái mẫu đệm. Mẫu đệm để mình đánh tập đầu clip đó các bạn. Đó. Biết nói gì qua rê thứ và son chữ rê thứ 7 son chữ trung ô nhịp. Lúc này mình sẽ giải quyết giống hồi nãy, rải một lần thôi, chập một lần thôi, rồi di chuyển hợp âm. Ok bạn nha, hợp mình giải quyết như vậy. Biết nói gì đi tình qua son chữ nè. Ba nhạc phai mình qua đô ma sơ 7. Rồi mình rải một ô nhịp hai hợp âm giống hồi nãy nữa nè. Rồi qua la chữ cái. Tại sao trong la thứ có lại có la chưởng các bạn? Các bạn thấy la chưởng là qua hợp âm rê thứ 7 không? Tức là chúng ta sử dụng cho đó gọi là ly điệu các bạn ha. Hay mình còn gọi là chuyển tạm các bạn. Rồi mình giải quyết cho đó. Rồi 2. Rê thứ 7 đại như bình thường. Rồi. Tháng 12 trời còn mưa muộn qua mi thứ 7. Anh bâng khuâng mình qua son chưởng. Rồi tiếp tục một ô nhịp hai âm mình giải quyết cho hồi nãy, rải rồi chập một lần thôi, di chuyển hợp âm. Anh bâng khuâng đứng lặng ở cuối đường. Lúc này qua cái ô nhịp chúng ta đổi tiếng string và đánh cái câu đệm này. Là si đô mi rê đô si la. Là si đô mi rê đô si la. Quá dễ bạn ha. Nốt la này mình đánh hợp âm pha chưởng. Là si đô mi rê. Rê mình qua hợp âm son chưởng. Rồi đô si la mình về hợp âm la thứ 7 là hết. Lúc này mình sẽ báo trống qua đoạn B. Bây giờ mình sẽ đệm cả dòng dưới, bạn quan sát nha. Vô nè. Em bây giờ như xa một tầm tay. Trời còn mưa muộn. Anh bâng khuâng nè, chuẩn bị câu đệm nè. Báo trống một phim về. Chẳng có điều gì. Dễ các bạn, quá đơn giản ha. Đi mẫu đệm không à, có câu đệm cuối cùng thôi. Quá dễ, dễ nhanh bánh các bạn nè. Làm lần nữa nha. Em bây giờ trời còn mưa buồn, anh bâng khuâng đứng lặng ở cuối đường. Rồi báo trống.
chẳng có điều gì. Dễ các bạn, quá đơn giản ha. Như vậy mình đã đệm xong đoạn A đó. Có câu đệm cuối cùng nhỏ xíu thôi, rồi sau đó báo trống. Bắt đầu mình cùng đến với đoạn B của bài hát. Các bạn quan sát dòng nhạc ở đoạn B của bài hát rất dễ các bạn ơi. Chúng ta chỉ việc lấy tiếng string rồi đi nền theo những nốt mà Tèo đã gợi ý. Rồi bây giờ ví dụ như chẳng có điều gì qua rê thứ bảy, mình đánh nốt rê. Đánh xong các bạn nhớ giữ nguyên luôn để cho nó làm cái nền nó rê đây các bạn nha. Để tranh cứ nhau mình về la thứ bảy, mình đánh nốt la. Rồi tiếp tục. Khi trái tim mình qua rê thứ bảy. Rồi không mình sẽ qua son trưởng nhưng mà nốt rê là mình vẫn giữ nguyên các bạn nha. Rồi không cùng suy nghĩ đô ma dê bảy đánh nốt mi. Rồi tiếc làm chi, đốt làm chi qua la thứ bảy đánh nốt mi nữa. Những tờ thư cũ qua rê thứ bảy đánh nốt pha. Xóa được không son trưởng đánh nốt si. Kỷ niệm mênh mông đô ma dê bảy đánh nốt đô. Hết dòng trên, phiêu trống tiếp tục xuống dòng dưới. Quá dễ các bạn ơi, dễ như anh bánh á. Để thử nha, chuẩn bị nè. Chẳng có điều gì để tránh cứ nhau. Những tờ thư cũ xóa được không? Kỷ niệm mến mong bảo trống xuống dòng dưới. Rồi mai này. Dễ không các bạn? Quá đơn giản nè. Chỉ phải lấy tiếng trinh đi nền theo một cái nốt để gợi ý thôi. Lần nữa nha, dòng trên luôn nha. Chẳng có điều gì để trách cứ nhau. Trái tim nè. Không nè. Nghĩ nè. Đốt làm chi. Những tờ thư cũ xóa được không nè. Kỷ niệm mến mong. Rồi báo trống. Rồi mai này. Dễ các bạn, quá đơn giản các bạn ơi. Như vậy là mình đã đệm xong được dòng trên đó ha. Bây giờ xuống dòng dưới. Tương tự như vậy. Rồi mai này la thứ bảy mình bấm nốt mi. Rồi anh qua son chữ bấm nốt son. Sẽ yêu ai qua pha mơ dê bảy đánh nốt la. Quá dễ bạn ha. Rồi tình yêu ấy qua rê thứ bảy đánh nốt pha. À, nghìn lần qua son chữ đánh nốt rê. Không đơn giản đánh nốt đô mai dê bảy đánh nốt mi. Rồi tình yêu ấy qua la thứ bảy mình đánh nốt mi nữa. Tèo có ghi mấy cái chữ lời hát gợi ý phía dưới đó các bạn, cứ dựa theo đó để mình dễ đệm ha. Đó. Con chút gì lãng mà ăn mi thứ bảy mình xuống nốt mi. Để gửi về mi thứ bảy tiếp tục đánh nốt mi nữa. Người con gái yêu anh qua pha thăng thứ bảy giáng năm tiếp tục cho hòa âm hồi nãy mình đánh nốt đô. Để gửi về mình qua hợp âm rê thứ bảy chín mình đánh nốt mi. Rê thứ bảy chín bạn bấm giùm mình giùm những nốt nè. Rê mi pha la và đô. Ok bạn nha. Rồi ra hợp âm rê thứ bảy chín. Ok nha, đánh nốt mi. Người con mi thứ bảy mình đánh nốt si. Gái anh yêu về nốt la là thứ bảy hết. Để, quá đơn giản mà ha, chỉ đánh theo những nốt Tèo gợi ý thôi. Giờ đệm dòng dưới nè, vô nè. Rồi mai này anh sẽ yêu ai nè. Yêu ấy nè. Lần nè. Giản nè. Tình yêu ấy còn chút gì lãng mạn. Để gửi về người con gái yêu anh. Để gửi về người con gái anh yêu. Dễ các bạn, quá đơn giản các bạn ơi. Lần nữa nè, chuẩn bị nè. Nhớ lúc này mình cho cái multibass nào mà phôi sôi nổi các bạn nha. Vô. Rồi mai này anh sẽ yêu anh. Yêu ấy nè. Lần nè. Giản nè. Tình yêu ấy nè. Còn chút gì lãng mạn. Để gửi về người con gái anh yêu. Đó chính nè. Về người con gái anh yêu hết. Lúc đó quá dễ bạn ha. Như vậy mình đã đệm xong đoạn B đó. Chỉ việc lấy tiếng trinh đi nền theo nốt Tèo gợi ý thôi. Sau khi xong đoạn B, các bạn sẽ bấm nút phiêu trống đó. Lúc đó mình sẽ qua đoạn giang tấu. Đoạn giang tấu các bạn sẽ đánh là giùm mình cái intro. Rồi sau đó ca sĩ sẽ hát lại cả bài các bạn ơi. Tại vì bài này ngắn lắm, có hai đoạn A, B à. Mình sẽ đánh lại cái giang tấu, đánh lại intro các bạn nha.
rồi sau đó ca sĩ sẽ hát lại cả bài. Bây giờ mình cùng đến với phần ending. Phần ending cũng tương tự như vậy, mình đánh lại câu intro thôi, nhưng mà các bạn nhớ câu intro lần 2 á, cái lần mà tiếng guitar ni lông á, để mình kết thúc bài cho nó mau các bạn ha. Còn nếu như mà ca sĩ ta muốn nấn ná trên sân khấu thì mình đánh cả intro xíu để nhận bông nhận hoa vậy đó. Còn nếu không ai tặng bông thì mình đánh một câu thôi, mình cho ca sĩ đi xuống chạy show. Rồi ví dụ ending mình đánh cái lần 2 intro có cái tiếng guitar ni lông. Hết bài, dễ các bạn, quá đơn giản ha. Tèo vừa chia sẻ các bạn cách đệm hát bài Hương Xưa, một bài hát cũng rất là hay, rất là nổi tiếng của nhạc sĩ Vũ Hoàng. Các bạn hãy cố gắng tập luyện nhé. Nếu như trong lúc tập luyện còn điều gì mà khó khăn hay thắc mắc, các bạn cứ để lại bình luận phía dưới clip, Tèo sẽ chia sẻ các bạn. Hoặc các bạn muốn đệm bài hát gì cứ để lại tên bài hát, từ từ lần lượt Tèo mới chia sẻ cái đệm đến các bạn nhé. Nếu các bạn thấy kiến thức của Tèo chia sẻ bổ ích, các bạn nhấn cho Tèo một like với nha. Rồi bấm đăng ký kênh của Tèo Piano luôn. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip sau nha. Thank you.